hello chào cả nhà, hôm nay mình xin được khoe cái chậu rau răm của mình nè cả nhà, đây là cái chậu rau răm mà hồi mùa hè, đầu mùa xuân chứ, mình đã uh, mua rau ở ngoài chợ về và mình uh, ngâm cành xong mình cho nó ra cái chậu oval này và khi mình làm nó, lúc mình làm mình làm hai ba chậu như vậy, có riêng cái chậu này thì mình giữ, mình không cắt gì tới nó thành ra nó ốm nhôm nhách và nó dài thòn và chính vì vậy và nó sẽ ra qua, nó già quá, nó sẽ ra qua như thế này là cả nhà Cái mục đích của mình là để cho ra qua, để khoe với cả nhà Còn nếu mà mình không muốn ra qua thì mình cứ cắt ngọn mình ăn, cắt phần trên mình ăn thì nó sẽ nhảy Nhánh, nó đâm nhánh rất là nhiều và thành rất là nhiều chậu con mình cứ cắt rồi Mình lại cắm vô những cái chậu nước khác thì sẽ có rất là nhiều chậu luôn cả nhà mình đầu tiên mình ôm hai cái chậu oval này mà bây giờ trong nhà mình có khoảng 7-8 chậu khổng lồ luôn nha cả nhà và và rất là đẹp luôn cái chậu này thì mình không có đục lỗ và mình di chuyển cứ hễ trời vừa âm là mình xách vô nhà và trời hết âm thì mình xách ra ngoài mình chịu khó làm như vậy thì sẽ không có bị con mũi nấm tại vì mình xách ra ngoài thì nó lạnh hoặc là ở ngoài nó thông thoáng quá thì sẽ không bao giờ có con mũi nấm đâu cả nhà nếu mình có ủ ủ để trong nhà thì sẽ có mũi nấm nhưng mà khi mà xách vô nhà dù một đêm hai đêm thì hay là một ngày thì mình cũng rất cẩn thận cho tất cả các cây của mình ở trong nhà khi đem vô thì mình sẽ xịt một lớp cái cái xà bông mềm ở mặt đất ra xong mình sẽ phủ sỏi lên trên đó thì là coi như sẽ hạn chế được rất là nhiều cái côn trùng mà nó đẻ ra những cái con cái những cái côn trùng mà nó có cái trứng nằm sẵn ở trong cái mặt ở trong cái đất của mình trồng cái chất trồng của mình thì nó sẽ bay thành những con nhỏ nhỏ nó bay đầy nhà mình kêu là mũi nấm cả nhà cái này nó không làm được trăm phần trăm nhưng mà nó sẽ giảm được rất là nhiều luôn cả nhà đây cái chậu oval của mình và mình đã thêm đất vô trong đó cũng như là mình đã thêm lớp sỏi ở phần trên và mình xin nhắc lại là cái chậu này mình không có đục lỗ nha cả nhà cứ hễ trời âm là mình xách nó vô nhà hễ trời dương thì mình xách nó ra thường thường là chiều là mình xách vô và sáng mình xách ra mình để sát cái cửa ra vào cả nhà nhìn thấy cái cái bông của rau răm rất là ngộ rất là đẹp dễ thương luôn cả nhà nó bé tí tẹo teo và nó màu tím nhạt Bạn mình có rất nhiều người chưa từng thấy cái hoa rau răm bao giờ Vì thế thì mình để cho một chậu thật là già Mình không đụng tới nó thì nó tự tự động nó sẽ ra hoa thôi cả nhà Cái này là mình làm hồi đà mùa xuân nha cả nhà Từ tháng 4 Tháng 4 là mình làm và bây giờ tháng 11 là 7 tháng nó mới ra hoa như vậy nè cả nhà. Và bây giờ nếu chúng ta muốn ăn hay là muốn dâm cành thì mình cứ cắt thôi từ mặt đất trở lên khoảng 10 cm mình cắt đi chỗ 10 cm đó và mình lại ngâm vô nước. Rau răm này rất là dễ trồng và dễ sống do đó khi mình đầu năm mình dâm một lần là mình ăn hậu như là ăn suốt đời luôn đó cả nhà. Có nhiều bạn cứ thắc mắc tại sao của người ta làm không được thì thật tình mình không biết đối với rau răm và đối với ngò ôm đối với mình thì rất là dễ luôn đây cả nhà thấy cái chậu của mình mình quấn băng keo đen ở phía dưới để cho cái đất nó chỗ đó nó không có ánh sáng lọt vô nó sẽ không bị mốc nhưng mà bây giờ nó mạnh quá nó phát triển quá do đó bắt buộc mình sẽ đỏ thêm đất mình đã bỏ thêm đất vô và mình sẽ tiếp tục dán băng keo lên phía trần trên luôn cả nhà có thấy mình ở trên phần trên mình phủ lớp sỏi đỏ không cả nhà cái này kêu là Ceramics nó vừa hút nước và nó cũng là một cái chất tạo tạo rễ rất tốt nó để chống uh, ẩm chống cái kiểu úng cây nhưng mà úng cây là về người ta trải ở phía dưới còn mình rau răm thì không sợ úng mình cứ trải ở trên mình phủ ở trên để chống cái mũi nấm thôi nha cả nhà và bất cứ loại cây gì mình để cứ nước mình cứ động hoài thì nó sẽ bị úng và nó sẽ bị chết do đó mình chờ một lần mình tưới cho nó đầy và mình không đụng tới nó đến khi nào nó rút nước còn lại một xăng hai cm ở trong cái đích chậu thì mình mới tiếp tục tưới thêm đây ở nhà nhìn thấy cái chậu rau răm của mình và chung quanh là những cái chậu ngọ mà mình đang trùm lại cũng như chậu ớt mình mới đem vô nhưng mà mình chưa có xử lý nó mình cũng sẽ phủ sỏi nó và đặt ống nước cho nó. Đây là cái chậu ngòm của mình nè cả nhà. Mình có rất là nhiều chậu ngòm trong nhà và một cái chậu này rất là đẹp trai luôn. Đây cả nhà, chậu ngòm này mình treo. Nhưng mà mình thấy treo nó vẫn không tốt bằng bỏ vô cái chậu do đó ở cái chậu treo này ở dưới mình cũng có để một cái xô chứa nước và cái chậu treo ngọn này là cái chậu cũng có lỗ thoát hay cả nhà tất cả các chậu trong nhà của mình đều có lỗ thoát và hướng ở dưới một cái xô rất là to đây cậu chậu rau răm bự của mình cả nhà nó cũng phát sinh từ dâm cành của các chậu đầu tiên cho tới nay mà bây giờ trong nhà mình có rất là nhiều trong cũng như là mình đã xách hết một cái xô mình cho bà chủ quán của mình một cái xô oval chứ không phải xô này cả nhà và bây giờ cứ mình cứ tiếp tục bây giờ mình cứ cắt đi lại ngâm nước rồi là bỏ vô đất và lại sẽ có thêm một cái chậu mới nữa bởi vậy mình dám nói là trồng một lần ăn suốt đời luôn cả nhà nhưng mà mình phải siêng năng phải cắt, phải dăm cành, phải coi chừng nó. Bất cứ chậu nào cũng đều có lỗ thoát nước hết nha cả nhà. Rau răm ra mà nếu không có lỗ thoát nước như cái chậu trắng này thì bắt buộc là mình chỉ tưới một lần thôi. Mình xin được nhắc lại là tưới một lần cho nó đầy và đến khi nó cứng rồi, rễ nó bám nhiều rồi thì mình chỉ tưới cầm chừng thôi cả nhà nó rút hết rồi mình mới tới tưới nữa và nó rút hết rồi mình lại tưới đầy chứ mình không có lúc nào cũng là nó vừa lưng một chút mình chêm là không được nó sẽ bị thúi ngay nó khó mà dễ nó dễ mà khó cả nhà video sau mình sẽ chia sẻ thêm về cái rau răm này đây cả nhà nhìn thấy cái chậu này mình cũng đã có phủ sỏi đỏ luôn cả nhà chậu nào mà đem vô nhà nói chung là mình đều phủ sỏi hết có những chậu nào chưa phủ là tại mình chưa kịp làm Mình đi làm nhiều quá Đây mình cắt cành đó nè cả nhà Mấy cái chỗ mà nó cục cục á Là mình cắt, mình cắt như vậy thì mới đâm nhánh Và nó sẽ xung xuê như vậy Nếu mình không cắt thì nó sẽ giống cái chậu oval là nó thẳng bon Và nó ốm nhôm, tông teo, nó không có mập như vậy đâu cả nhà Đây hai chậu rau răm của mình hai chậu to và phía bên kia mình còn hai chậu nữa nha cả nhà cũng như ở ngoài vườn mình cũng còn một chậu và đang trùm mền lại, đang trùm ni lông. Và để cho cái video không quá dài, mình sẽ quay cái phần mà rau răm trùm ni lông phía ngoài một lần nữa nha cả nhà. Cái này rau răm trong nhà. Cái cứ đầu mùa xuân là mình làm một chậu là mình sẽ có cả chục chậu luôn cả nhà. Và mùa này thì mình chỉ dâm là dâm những cái mùa này ở ở ngoài trời mình dâm nó rất khó mình giờ mình chỉ dâm ở trong nhà và để ngoài trời cũng khó cũng như nó cũng khó khăn nhiều hơn tại vì trong cái độ ẩm của không khí nó không còn tốt như là mùa xuân do đó nếu dâm cành vào mùa thu và mùa đông sẽ khó khăn hơn nhiều đối với những bạn chưa có cái kinh nghiệm mình thì không có kinh nghiệm gì hết là mình cứ bỏ vô nước rồi mình trùm ni lông lại nó ra rễ thì mình cho nó vô đất thôi nhưng mà chưa bao giờ mình thất bại với rau răm và ngò om cả nhà. Rau răm thì dễ rồi nhưng mà ngò om là hơi khó, mình sẽ có cái video chia sẻ về ngò om của mùa đông cả nhà và cả chậu mọ ngò om 2 tuổi của mình. Đây là chậu ngò ôm, uh, chậu rau răm xin lỗi, chậu rau răm dài nhất nè cả nhà. nó nhìn nó mỏng mảnh và nó không có tươi tốt bằng cái chậu mà mình dâm cành lại tại vì chậu này mình không cắt mình ngày đầu tiên mình dâm cành mình làm được hai chậu oval như vậy và một chậu mình để cắt cành và nhân giống thì chậu này thì mình để yên để cho nó ra bông mình cố tình lặp đi lặp lại cái khoảng này nha cả nhà rau răm rất là dễ luôn mình cứ cắt rồi mình ngâm vô nước ở trên mình phủ một cái bịch ni lông nhưng mà không kín trăm phần trăm khoảng 80 phần trăm và khi nó vừa ra rễ là mình cho vô đất ẩm là xong nha cả nhà đầy hoa rau răm rất là đẹp luôn cả nhà Hello cả nhà, mình xin tạm dừng video ở đây, mong đón nhận được sự ủng hộ cũng như góp ý của cả nhà. Facebook của mình như ảnh đại diện ở Youtube nha cả nhà, bye bye.